Như chúng tôi đã phản ánh, khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại khu nhà ở Phúc Hưng Phố Nối chủ đầu tư. Dù chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng đã bàn giao và cư dân cũng đã dọn về ở gần 5 năm nay. Trước thực trạng này, ngày 25 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Mỹ Hào đã đến kiểm tra thực tế và cho rằng cần sớm có đơn vị quản lý khu nhà ở này. Không hệ thống cảnh báo cháy nổ, các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không. Các họng chờ thì không có nước. Hệ thống phòng cháy của khu chung cư Phúc Hưng 2 này không có gì ngoài bể nước. Trong khi đó, hệ thống dây điện chằng chịt, hầm để xe gần như kín chỗ. Nguy cơ xảy ra cháy vẫn luôn rình rập. Tôi ở đây đã 5 năm rồi, từ ngày đấy đến giờ mà tôi thấy phòng cháy chữa cháy chưa có, cho nên là sợ cháu ở nhà một mình và bố mẹ đi làm nên tôi lo lắm. Mọi người cũng lo lắng lắm nhưng biết làm thế nào. Bây giờ nhờ cấp trên đem cái phòng cháy chữa cháy để cho nó mọi việc để cho nó an toàn, để cho mọi người đỡ lo lắng. Các cháu đi làm, chúng tôi ở nhà bế cháu thì lo, nhưng hàng ngày thì cứ sự sống cho nó qua. Nhưng mà về thì qua những cái vụ cháy thì là em thấy là nguy hiểm. Sau khi kiểm tra, các thành viên trong đoàn liên ngành lập biên bản và ký với nhau, 7 chủ đầu tư đã bị khởi tố, đang trong thời gian điều tra. Vì thế, hiện chung cư này không có người quản lý. Theo cái quy định pháp luật phòng cháy hiện hành thì là vi phạm rất là nghiêm trọng, đã sử dụng hoạt động cho người dân vào ở rồi mà cái tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy như thế này thì cần phải khắc phục ngay lập tức. Thực tế thì hiện trạng khó khăn là một số công dân đã vào đây ở rồi. Ngày 1, ngày 2 xử lý cái này cũng là một vấn đề rất là khó khăn. Hiện 330 căn hộ ở đây đều đã có cư dân sinh sống. Không những vậy, tại tầng 1 còn có rất nhiều hộ kinh doanh, thậm chí có cả trường mầm non.